Messi đã trải qua 5 kỳ World Cup với đội tuyển Argentina và lập hàng loạt kỷ lục cho đội bóng này. Nhưng phải đến kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng, El Pulga mới có được thứ mà mình hằng ao ước. Hãy cùng điểm qua những lần Messi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và tìm hiểu xem màn thể hiện của thủ quân La Albiceleste tại mỗi mùa World Cup là như thế nào. Ở World Cup 2006, như thường lệ, Argentina vẫn là một trong số các ứng cử viên vô địch bên cạnh đội tuyển Brazil. Năm đó, có một tài năng mới nổi đang chơi cho đội hình gồm nhiều ngôi sao của câu lạc bộ Barcelona. Trước đó, đội bóng xứ Catalan vừa giành ngôi vô địch UEFA Champions League và mọi con mắt đều dõi theo tài năng trẻ của họ, với cái tên đầy đủ là Lionel Andres Messi. Trước thềm World Cup 2006, người hâm mộ Argentina cho rằng Messi và Juan Román Riquelme sẽ giúp đội bóng xứ sở Tango bước lên bục cao nhất. Khi đó, họ trình diễn lối đá đẹp mắt tương tự bóng đá tổng lực của Hà Lan nhưng được kết hợp với sự khôn khéo đặc trưng của người Argentina, bắt nguồn từ những khu phố và những sân bóng bụi bặm. Messi lần đầu bước ra sân chơi World Cup với trận đấu gặp Serbia và Montenegro. Nhưng phải đến phút 75, anh mới được tung vào từ băng ghế dự bị. Và chỉ trong 15 phút có mặt trên sân, Messi đã có cho mình bàn thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup. El Pulga khởi đầu thuận lợi trong lần đầu góp mặt tại giải đấu danh giá nhất thế giới. Anh đóng vai trò như một sự lựa chọn đầy đột biến giúp Argentina có thêm phương án cho những thế trận bế tắc. Nhưng sau đó, Messi lại bất ngờ ngồi dự bị ở trận quan trọng của đội tuyển Argentina gặp chủ nhà Đức ở tứ kết. Hai đội bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức và đội tuyển Đức giành chiến thắng trên chấm đá phạt luân lưu. Sau đó, huấn luyện viên Joe Spekerman bị sa thải với rất nhiều lời chỉ trích nặng nề rằng Messi đã có thể thay đổi kết quả trận đấu gặp Đức nếu được ra sân. Nhưng huấn luyện viên Spekerman chưa bao giờ tiết lộ lý do ông loại Messi ra khỏi trận tứ kết World Cup 2006, phải chờ đến 14 năm sau khi trận đấu kết thúc. Một học trò cũ lên tiếng minh oan cho huấn luyện viên Spekerman. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, cựu hậu vệ đội tuyển Argentina Leandro Cuffer cho biết Spekerman là một quý ông. Ông ấy không bao giờ nói rằng Leo không xứng đáng ra sân ở trận gặp Đức. Leo gần như không thể chạy. Cậu ấy không có tình trạng tốt vì chấn thương. Spekerman có thể nói ra chuyện này vì cả đất nước đang đòi giết chết ông ấy. Nhưng ông ấy đã quyết định không bào chữa cho thất bại của mình. 4 năm sau, tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, Argentina dưới sự dẫn dắt của cố huyền thoại Diego Maradona và những hào thủ như Tevez, Aguero, Mascherano, Verón, Higuain, Diego Milito và đặc biệt là siêu sao đang ở mật độ 9 khi đó Lionel Messi, Argentina vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ở thời điểm đó, Messi được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi tới Nam Phi, ngôi sao trẻ lúc đó được kỳ vọng có thể giúp Argentina tìm được vinh quang như thế hệ của Diego Maradona. Tại vòng bảng, La Albiceleste đã thể hiện được sức mạnh bằng cách vượt qua những đội tuyển như Nigeria, Hàn Quốc và Hy Lạp. Với dàn sao vô cùng đẳng cấp, đại diện của Nam Mỹ không quá khó khăn để tiến đến vòng tứ kết. Và lần này họ gặp lại đội tuyển Đức, đương kim vô địch của giải đấu. Kết quả lần này còn thảm hại hơn 4 năm về trước khi Messi cùng các đồng đội chấp nhận thất bại với tỷ số 0-4. Kết thúc giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng danh giá, Lionel Messi kết thúc giải đấu với một phong độ đáng thất vọng khi sau 5 trận đấu, siêu sao này không có nổi cho mình một bàn thắng. Kế hoạch để Messi lùi sâu của Maradona bị phá sản và người hâm mộ bắt đầu nghi ngờ về những đóng góp của El Pulga dành cho đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2014, La Albiceleste đến Brazil với một đội hình không được đánh giá quá cao. Nhưng phong độ rực sáng của Messi đã giúp cho đội bóng áo sọc trắng xanh tiến được tới trận chung kết. Messi đã có một trong những giải đấu thăng hoa nhất sự nghiệp trong màu áo đội tuyển Argentina, khi anh ghi tới 4 bàn thắng ở vòng bảng và là đầu tàu dẫn dắt Argentina đi đến trận đấu cuối cùng. Nhưng rồi một lần nữa, lại là người Đức đập tan giấc mơ vô địch của El Pulga. World Cup 2014 tưởng như là cơ hội để Messi có thể đền đáp lại tình yêu mà người hâm mộ Argentina dành cho anh. Tuy nhiên, trong trận chung kết với Đức, đội bóng của anh đã không thể tìm được chiến thắng. Argentina bị đánh giá thấp hơn đại diện của châu Âu và họ đã biết người biết ta, chơi phòng ngự phản công cực hay trước Đức ở trận chung kết. Trong khi Đức cầm bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Romero, thì Argentina đã có những pha phản công cực kỳ sắc nét. Trong những phút trên sân, Messi dứt điểm rất nhiều và có một lần tiến sát đến bàn thắng khi pha ra chân ở cự ly gần trong thế một đối một với Neuer lại đi ra ngoài trong gang tấc. Để rồi đến phút thứ 113,
Mario Götze tung cú volley định mệnh đưa người Đức lên đỉnh thế giới. Dù sau đó Messi giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng với việc chưa thể giúp Argentina lên ngôi cao nhất, sức ép vẫn không buông tha Messi. M10 đã có một hành trình có thể nói là xuất sắc, nhưng sự vô duyên trong trận đấu quan trọng nhất lại khiến anh phải ôm hận. Chính Messi đã giết chết giấc mơ của Messi. World Cup 2018 trên đất Nga. Messi lúc này đã 31 tuổi. Người ta bắt đầu đồn thổi về kỳ World Cup cuối cùng của Leo. Và nếu như tiếp tục trắng tay, có lẽ giấc mơ cúp vàng sẽ chấm dứt với siêu sao bóng đá thế giới. Ngay trước thềm giải đấu tại Nga, chính anh đã thổ lộ: "Rất nhiều người đã nói về chúng tôi, những lời chỉ trích khiến chúng tôi bị tổn thương, nhưng yêu cầu dành cho tập thể này vẫn còn nguyên đó. Tôi tin rằng nếu Argentina không vô địch World Cup 2018, chúng tôi sẽ tiếp tục bị chỉ trích và gần như không còn cơ hội nào khác để hiện thực hóa giấc mơ. Lọt vào chung kết hầu như chẳng có nghĩa gì." Messi khởi đầu chiến dịch ở Nga theo cách không thể tồi tệ hơn khi anh sút hỏng quả penalty khiến Argentina bị Iceland cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Sau đó, anh mất tích trên sân khi đội nhà bị Croatia tàn phá. Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, nỗ lực hiếm hoi của cá nhân Messi đã mang về bàn mở tỷ số cho Argentina trước Nigeria. Nhưng phải nhờ tới bàn thắng muộn màng của Rojo, Albiceleste mới giành được quyền vào vòng 1-8. Và trong trận đấu với Pháp, nhiều người đã nhắc tới quá trình chuyển giao thế hệ khi Messi bị lu mờ bởi chàng trai 19 tuổi có tên Kylian Mbappe bên phía đối thủ. Thất bại tại thời điểm này khiến Messi lấp lửng ý định từ bỏ đội tuyển quốc gia. Tuy không có bất kỳ một tuyên bố chính thức nào, nhưng việc Messi im lặng trong một quãng thời gian dài không khỏi khiến người hâm mộ hoài nghi về tương lai của El Pulga và Argentina. Để rồi đến năm 2022, ở độ tuổi 35, Messi một lần nữa khoác lên mình màu áo của La Albiceleste và tiếp tục chiến đấu cho ước mơ còn dang dở. Trên đất Qatar, Argentina mang đến World Cup một đội hình với sự kết hợp giữa những lão tướng dày dặn về mặt kinh nghiệm như Messi, Di Maria, Otamendi và các cầu thủ trẻ trung đầy khát khao thể hiện bản thân như Julian Alvarez, Enzo Fernandez. Và phiên bản Messi lần này là phiên bản khủng khiếp nhất trong các kỳ World Cup mà anh đã tham gia. Không còn ở độ tuổi có thể duy trì nền tảng thể lực xuyên suốt 90 phút, không còn những pha bóng qua người lắt léo và đầy tốc độ, Messi giờ đây chơi một thứ bóng đá phù hợp với độ tuổi của anh, nhưng hiệu quả mà nó đem lại là không thể đong đếm. Messi lập kỷ lục với số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 26 trận, nhiều hơn chủ nhân cũ của cột mốc này là cựu danh thủ người Đức Lothar Matthaus với 25 trận. Ngoài ra, Messi còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở vòng bảng mà mọi trận đấu ở vòng knockout trong một kỳ World Cup. Với 7 bàn thắng tại World Cup 2022, số bàn của Messi còn nhiều hơn tổng số bàn thắng của anh ở các kỳ đại hội trước cộng lại, và chiếc cúp vàng khó có thể từ chối anh với tất cả những gì mà Messi đã thể hiện. Đây là một hệ quả tất yếu buộc phải đến. Trải qua 5 kỳ World Cup khác nhau, dù cho phong độ của Leo có như thế nào thì tuyển Argentina cho thấy họ vẫn phải dựa nhiều vào số 10 xuất chúng của mình. Tiền đạo 35 tuổi khẳng định bản thân bởi không ngừng khát khao và nỗ lực. Sau thất bại ở trận chung kết World Cup 2014, Messi từng có ý định chia tay đội tuyển quốc gia. Dù vậy, cựu tiền đạo Barcelona đã quay lại và nhận được phần thưởng xứng đáng với chức vô địch mà anh hằng ao ước bấy lâu nay. Khó có thể nói liệu Messi có muốn tiếp tục cống hiến cho La Albiceleste nữa hay không, khi bản thân anh tiếp tục muốn thi đấu dưới màu áo Argentina với tư cách là một nhà vô địch World Cup. Rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến Messi chơi cho đội tuyển quốc gia đến năm 2026 để một lần nữa dẫn dắt con thuyền này bảo vệ thành công chiếc cúp vàng danh giá.